Bạn lại quay lại học guitar cùng Lộc nhá. Và đến cái bài hôm nay là bài số 13 rồi, và đến kỳ Giáng sinh thì chúng ta sẽ học một bài hát cho Giáng sinh, bài hát rất là quen thuộc, đó là bài Chúa đến vì con. Thì bài này là do Daniel Thái sáng tác và Isaac Thái đã thể hiện rất nhiều và các bạn có thể đã được nghe rất nhiều rồi. Thì mình tin rằng là đến cái bài này thì Lộc sẽ hướng dẫn nó sẽ nhanh hơn những cái bài trước, bởi vì Lộc tin rằng là sau hơn 10 bài các bạn đã học về guitar thì nó tin rằng là sự tập luyện các bạn và sự kiên trì các bạn đã khiến các bạn giỏi hơn rất là nhiều. Nên là nó sẽ không hướng dẫn một cách gọi là chi tiết tỉ mỉ như những ngày xưa nữa, mà nó chỉ nói nhanh và vắn tắt và ngắn gọn để các bạn có thể hiểu được cách phá băng những bài hát, và sau này có thể các bạn không cần phải xem những cái video của Lộc để hướng dẫn nữa, mà các bạn chỉ cần xem lướt qua để có thể hiểu được cái bố cục bài hát, cách chơi, cách phá, cách như thế nào thôi, đúng không? Những cái phần nâng cao các bạn có thể chưa thể hình dung ra được. Thì ở đây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học cái bài này. Thì cái bài này nó là một cái bài chơi trên điệu ballad, tương tự như các bài khác. Thì các bạn nên hợp âm chuẩn, các bạn sẽ có hợp âm của nó và các bạn sẽ đánh theo ballad nhé. Thì ở đây mình nói qua một chút về cái hợp âm này là cái tông beat mà Isaac Thái vẫn hát ấy, thì anh ấy hát là đô thăng thứ. Thì cái hợp âm đô thăng thứ thì thực ra nó rất là khó đánh, thì chúng ta sẽ dùng với guitar này, nó sẽ đánh kẹp cái capo này, kẹp capo này lên 4, ngăn 4 nhá, ngăn thứ 4 thì chúng ta sẽ đánh la thứ. Sẽ đánh la thứ này thì sẽ có là đô thăng thứ. Thì thật ra thì đô thăng thứ thì nó ở ngăn thứ 4. Chúng ta sẽ đánh có thế tài như này. Thì lên đây nó sẽ là dê thứ này. Dê thứ, chúng ta có thể đánh dê thứ ở đây, buông hẳn cờ, không cần phải cái capo này, đánh đàn cần buông thì nó sẽ có dê thứ, như ví dụ là Chúa đã đến đấy, vào một đêm khuya sương lạnh rơi, thì cái dê thứ này được. Nhưng mà mình muốn hướng dẫn các bạn theo cái beat, cái tông của anh Isaac Thái nhá. Thì để cho các bạn nó dễ hát, một thứ nhất là nó trùng với cái tông của ca sĩ thì nó có cái khuôn mẫu cho các bạn dễ hát. Còn nếu các bạn cảm giác mình hát được, hát quen, mình có thể tốt, các bạn có thể chơi dê thứ ở trên này, chơi chẵn tông. Mình nghĩ là chơi chẵn tông ấy, chơi chẵn tông thì nó sẽ dễ hát hơn là chơi thăng, đô thăng thứ nó khó hát, chơi thăng thì nó khó hơn. Nhưng mà khó hát thì nó mới hay, đúng không? Chơi chẵn tông thì nó chỉ cao hơn một tí thôi, nhưng mà chưa chắc đã hay bằng cái chơi nẻ tông. Thì các bạn tùy, các bạn có thể kẹp capo chơi ở đây, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chơi capo ở đây. Còn cái phần dê thứ này thì mình nghĩ rằng cái câu rất cao ở cái đoạn điệp khúc, đó là câu rất cao. Có một câu là một đời tâm tôi, nó là một đời tâm tôi, nó rất là cao, thì và cái câu này khó hát, cho nên là mình nghĩ là các bạn sẽ không nên được đâu. Thì các bạn cứ hát theo đúng cái tông ca sĩ nhá. Còn đối với giọng nữ các bạn có thể bỏ hẳn capo để hát, bỏ hẳn capo đánh na thứ ở trên đầu này để hát, thế tùy nhá. Thì đấy là nói về qua vì cái bài này nó rất là dễ làm tông, và bài này thường là để hát đơn ca biểu diễn. Mà nếu các bạn là muốn hát solo thì các bạn nhớ tập thật cẩn thận nhé. Đầu tiên cái bài này nó cũng nhì nhằng và rắc rối về cái hợp âm, bởi bài này cũng là một bài khó chơi khó hát đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn để các bạn hiểu bài này chơi theo 4 trường khúc nhé, 4 trường khúc của nó. Thì trường khúc thứ nhất là hai đoạn đầu là Chúa đã đến vào một đêm khi sương lạnh rơi và đến sống trong lạc lầm. Trường khúc thứ hai là đến Chúa đến vì yêu, và sau đó cuộc đời bước theo Giê-xu, sau đó là đến điệp khúc cũng chia làm hai trường khúc giống như là phần đầu. Thì khi bạn hát lại thì các bạn chỉ hát lại trường khúc 1 và điệp khúc 2 lần. Điệp khúc là 2 trường khúc. Thì ở đây là 4 trường khúc rất là đơn giản. Thì cái vòng hợp âm nó đi theo trường khúc của nó. Thì phần đầu của bài hát là 2 trường khúc đầu thì đi chung một vòng giống nhau. Và phần sau cũng vậy, điệp khúc cũng đi chung giống nhau. Thì khi hát nó sẽ được lặp lại thì các bạn rất dễ nhanh thuộc cái bài hát. Nó có trường khúc thì nó rất là dễ thuộc, 4 lần thì rất dễ thuộc. Thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá từng cái một nhá. Thì đầu tiên là các bạn chơi ballad này và đánh la thứ này. Hợp âm đầu ta, hợp âm câu đầu tiên chúng ta sẽ là la son fa nhá. Chúa đã đến vào một đêm khuya sương lạnh rơi. Ở đây các bạn thấy cách nọc đánh này. Chúa đã đến vào một đêm khuya sương lạnh rơi, tức là đang dài. Sau đó quạt. Thì đấy là cái mình nghĩ là chơi thế nó hay nhá. Chúa đã đến 1 2 3 4 đúng không? Chúa đã đến vào một đêm khuya sương lạnh rơi. Đấy cũng được, hoặc là rơi đấy tùy các bạn. Đấy nhá, đấy là câu thứ nhất.
Câu thứ hai là la son đô. Ngài từ bỏ vinh quang, nhờ ngôi cao sang hạ giá. Bây giờ đọc lại. Câu đầu tiên là la son fa, câu thứ hai là la son đô. Câu tiếp theo là dê la la. Câu tiếp theo là dê la mi la. Dê su dê này. Dê su hơi vì ai thân mang máu gai. Dê dê thứ hơi vì ai là la thứ. Thân mi thứ thân là mi chẳng bảy mang máu gai. Đấy là máu gai. Đấy nhá. Ai từng so tội nhân sống trong lạc lầm. Ngài thương xót tội nhân sinh là fa son la. Đấy mình đánh như vậy. Đấy mình mô phỏng cho các bạn để các bạn hiểu. Mình sẽ không hướng dẫn chi tiết như các bạn trước nữa nhé, để các bạn có thể nhanh chóng lướt qua được để hiểu. Chứ là các bạn chơi để hiểu thôi, cái cách mà mình phá bài hát thôi. Chúa đã đến vào một đêm khuya sương lạnh rơi. Ngài từ bỏ vinh quang, nhờ ngôi cao sang hạ giáng. Giê-xu hơi vì ai thân mang máu gai. Ngài thương xót tội nhân sống trong lạc lầm. Ok chưa? Yeah. Ba lát giải thôi đúng không? Chúa đã đến vì yêu thương con. Chúa đã đến vì yêu nhân gian và chính con. Tình yêu Chúa quá lớn, thật không thể nào so sánh. Giê-xu đến tìm con, Ngài đem con trở về. Đời con này xin bước theo Giê-xu. Đấy thì cách đoạn thứ hai, tức là cái trường khúc thứ hai thì hát giống như y hệt như trường khúc thứ nhất. Nhưng mà cái trường khúc thứ hai thì các bạn đổi cái cách đánh đi. Các bạn đầu tiên là giải để nối theo trường khúc thứ nhất là các bạn giải đúng không? Chúa đã đến vì yêu nhân gian và chính con. Giải thế này, đến chữ Giê-xu đến tìm con, bắt đầu quạt. Ngài đem con trở về, đời con này xin bước theo Giê-xu. Được chưa? Các bạn quạt nhá, quạt quạt để vào điệu khúc này. Một đời ôm tôi thì các bạn điệu khúc này nhá. Các bạn phải cố gắng hát thật chuẩn thì không là nó sẽ phá cái đàn của bạn ấy, đánh sai. Thì có một số người thường ấy, em học đàn thì khó lắm, nhưng thực ra là các bạn không hát được cái bài hát đó thì các bạn sao mà đàn được bài đó, đúng không? Muốn đàn hay một bài hát thì các bạn phải hát được nó. Có thể các bạn hát chưa đúng tông hay là chưa những cái gì đó, nhưng mà các bạn phải hát được, phải hình dung được cái cách nhạc của nó đi như thế nào thì các bạn mới có thể chơi được cái đàn của nó chứ, đúng không? Các bạn lời không nhớ, nhịp phách không nhớ, không biết là cái bài đấy nó, cái đoạn đấy là hát như thế nào, nhanh hay chậm hay là ngắt nghỉ ra làm sao, đánh theo cái ý thích của mình thì nó không đúng đâu. Các bạn phải hát karaoke hoặc là hát theo ca sĩ hát rất là nhiều để các bạn hát đúng cái bài hát đó, tiết tấu của nó, cái cách mà người ta sáng tác ra nó thì các bạn mới có thể đánh đàn được nó nhá. Đừng có đánh theo cái kiểu các bạn tự chế ra, nó sẽ rất là khó. Thì cái đó, trường khúc hai trường khúc này xong nhá. Trường khúc tiếp theo là trường khúc tiếp theo là rất là cao, thì cái câu một đời tăm tối trên trần gian bước chân sang đường nhà Chúa nó sẽ là fa son do. Một đời tăm tối fa trên trần gian là son, bước chân sang đường nhà Chúa nhá là do. Thì mình quạt như này, nối vào này. Đời con lấy xin bước theo Giê-xu. Đời âm tối trên trần gian, bước chân xa lìa nhà Chúa. Được chưa? Thì cái cách quạt nó như thế này. Đời con lấy một đời âm tối. Được chưa? Xuống, xuống. Được chưa? Xuống, xuống. Đấy, mình quạt như vậy. Các bạn có thể bắt chước hoặc là các bạn tạo ra cái cách nào, nhưng mà cái nhịp nó phách nó phải đúng nhá. Xuống, xuống. Đấy, thì nó tạo nên một cái, đây nó chỉ là một lửa ba lát thôi. Một đời tâm tối trên trần. Đấy, anh nhỉ. Một đời tâm tối trên trần gian, bước chân xa lìa nhà Chúa. Nào còn đâu biết là được cứu có son trang sinh đô. Dê ta đến là cuộc
son ta đánh là một nòng pha pha dê dê mi 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 cao hơn mạnh hơn này này trai ơi vài gió thương lại bước con quay về bên thương nó chỉ thế rồi xuống xuống nó không phải là xuống xuống lên xuống nữa mà nó là xuống xuống nghe chưa các bạn đánh lại cứ đánh như vậy lạy cha yêu ơi ngài gió thương bước con quay về bên chúa ngày xưa yêu dấu trái tim của con dâng ngài vì con ngài là giáng trình giờ đây con nguyện xin mãi mãi bên ngài sẽ trọn đời hết yêu Giê-xu đấy thì hợp âm là nó chạy nào đầu tiên là một đời tâm tôi bạo phá đến trần gian là son bước chân xa nhà nhà chúa là đâu nào còn đâu biết là thứ cứu son chui giang đồ đến dê tư là ta đánh là thứ vào son ta đánh về nà một lòng phá mãi mãi sẽ không đổi thay là mi dặn lời cha yêu ơi pha ngài xót son bước quay về là chưa lặp lại mà thôi đủ yêu dấu là từ son dâng ngài đủ vì con dễ từ đánh là giờ đây son ta mãi mãi bên ngài là tròn pha đến Giê-xu Giê-xu đến son đấy thì các bạn có cái hợp âm chuẩn nhá thì các bạn đánh rất là dễ thì ở đây có một cái lưu ý ở cái bài này đó là cái phần dạo thì dạo đầu thì mình sẽ tường dạo như thế này này nó cứ bị tè đấy mình giải như vậy đấy là phần dạo đầu tùy các bạn thấy hay thì các bạn giải đấy đêm khuya sương lạnh rơi đấy các bạn giải vậy thì còn ví dụ ta sẽ trọn đời mến yêu các bạn đánh lên đây rồi đúng không? Các bạn giải nó xem ngoài nữa, các bạn chỉ có quạt thôi. Đấy thì các bạn quạt lại pha son về na, đấy quạt này. Giê-xu từ la sang pha sang son lại về na. Chúa đã đến vào một đêm son thành rơi, ai từ bỏ vinh quang như ngôi cao xa ngạo ra. Vậy thôi, nó dễ mà quạt từ cái đoạn này, từ đoạn 2 thì đi các bạn quạt đến cuối nhá. Quạt đến cuối. Giê-xu ơi, vì ai thân mang máu gầy hai thương son tôi nhân sống trong lạc lầm. Các bạn nhớ chưa? Xuống, 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 xuống. Đấy, Chúa đã đến vào một đêm khuya sương lạnh rơi. Tần, nhớ cách quạt của Lộc nha. Tắt 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 tần tần. 1 2 đó là 1 2 1 2 đấy nó chỉ là một nửa của 4 4 thôi, nó chỉ có 2 phách thôi. Chúa đã đến 2 1 2 3 4 thấy chưa? Tắt 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 tần tần. 1 2 1 2 đấy thì cái bài này nghe nó giặt giặt hay hay bài nó dần dần hay mình đang hơi bị sốt à. Chúa đã đến vào một đêm khuya sương lạnh rơi ngài từ bỏ vinh quang nhờ ngôi cao sang hạ giáng Giê-xu ơi vì ai
đời tâm tôi trên trần gian. Các bạn quay lại cái điều mặt lúc này, thấy chưa? À, xuống, xuống. Đấy, thế thôi, điều khúc thì các bạn quạt. Một đời tâm tôi trên trần gian. Đấy, một đời tâm tôi trên trần gian. Trên xa để nhạt chưa, còn đỡ hồ bia cứu con cho vui Giáng sinh. Xin cha giờ đây thứ tha, một đời con nguyện dâng hiến ngài, một lòng yêu cha mãi mãi không lùi tay. Đấy, nghe tùy các bạn quạt nhá. Đấy, con làm giải chứ. Chúa đã đến vì yêu nhân gian và chính con. Tình yêu Chúa quá lớn thật, không thể nào so sánh. Chúa đã đến tìm con, ngài đem con trở về. Ba lát thôi. Đây con này, xin bước theo Giê-xu. Đấy, chung kia là bài nó chỉ là như vậy. Nắp đến lại nó chỉ có như vậy thôi. Thì đấy là cách chơi đơn giản nhất. Và các bạn có thể theo trống hoặc là theo piano vào thì nó dễ. Thì đấy là cái mà mình chia sẻ với các bạn. Thì các bạn có những góp ý nào thì các bạn cứ comment nhé. Thì chùa hôm nay thứ các bạn đã học rồi, ba lát các bạn đã học rồi. Đấy, điệu quạt thì các bạn hôm nay chỉ học thêm mới được. Đấy, thấy chưa? Thì như vậy thôi, thì mình sẽ chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn thật nhiều.